Diana đã làm việc quá chăm chỉ. Đúng vậy, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi cần một kỳ nghỉ siêu khủng. Vậy đủ chưa? Wow, chắc chắn rồi. Và nhanh lên đi, tôi đang vội. Hãy tận hưởng nha. Cảm ơn. Đại dương đợi mình với. Mình đến ngay đây. Michelle giàu cũng có kế hoạch lớn cho mùa hè. Chuyến đi của cô đây. Để có được kỳ nghỉ giàu có, bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. Chúc tôi may mắn. Chúc tôi may mắn. Annie sẽ đi đâu đây? Ví của cô ấy trống rỗng mà. Tôi muốn một kỳ nghỉ. Không nhiều. Khó đây. Chỗ nào thì được nhỉ? Mình có ý tưởng nè. Bản đồ với tuyến đường du lịch. Tôi hứa thưa cô sẽ không thấy nhàm chán. Wow, đi bộ đường dài thật thú vị. Nếu mình tìm thấy kho báu thì sao? Khách du lịch vào lấy mọi thứ tốt nhất cho kỳ nghỉ. Váy của mình cũng đi đến bãi biển. Michelle sẽ là nữ hoàng của mọi bữa tiệc. Ồ, làm thế nào mà cái này ở đây ta? Không đời nào. Michelle đã quen với những bộ quần áo khác nhau. Ok, quần áo đã sẵn sàng. Đến lúc chăm sóc chiếc vali rồi. Đơn giản như đang giỡn. Nhưng có một vấn đề. Thôi nào, đóng lại đi. Michelle hơi lố rồi. Chiếc vali không thể chịu được cỡ đó. Chà, cứ đợi đó. Hey yeah! Michelle đã làm được. Đến lúc nghỉ ngơi. Và dù sao, chúng mình cũng mang cái này theo. Để phòng hờ. Và khách du lịch nghèo chỉ lấy những thứ cần thiết trong kỳ nghỉ. Andy sắp cho thấy lớp học chuyên gia. Giải trí là ưu tiên hàng đầu. Và tất nhiên, tập thể dục. Mọi thứ đều có ích trên đường, phải không nè? Điều chính là không quên bất cứ thứ gì. Mình nghĩ là đủ rồi đó. Và cuối cùng là cờ vua. Vậy mình sẽ không thấy chán nữa. Andy không thể đi đâu nếu không có bán trượt. Thôi nào, vào đi. Có rất nhiều chỗ. Và an toàn là trên hết. Bình chữa cháy luôn có ích nha. Mũ may mắn đâu rồi? Đến đây nào, bảo bối của mình nè. Đã đến lúc bắt đầu cuộc hành trình. Nó sẽ rất thú vị đây. Và Liana không vội vàng. Dừng lại, vậy đủ rồi. Đồ của tôi đâu? Tôi đây, cô Liana. Đồ đã soạn xong rồi à? Mấy thứ này để làm gì? Bỏ quần áo cũ đi đi. Tại sao tôi phải dạy cậu mọi thứ vậy? Thật mệt mỏi. Khách du lịch giàu có không cần đồ. Chỉ khi thật sự cần. Đây là thẻ vàng cho tất cả các dịp. Liana sẽ mua mọi thứ cho mình ngay tại chỗ. Hãy tiếp tục cuộc phiêu lưu đúng không nào? Bãi biển nằm ở đâu đó gần đây. Annie cảm nhận được điều đó. Tất cả những gì còn lại là đi qua rừng. Và Michelle đến đó bằng máy bay. Thoải mái là thứ cô đã quen. Annie có kế hoạch. Chúng mình phải đi nhờ xe. Cách đó sẽ nhanh hơn nhiều. Đi bộ. Đừng làm chuyện nực cười mà. Michelle đang thưởng thức tiệc trà ở đây. Thật đáng tiếc. Không có một chiếc xe nào trên đường cả. Làm ơn, mình thật sự cần mà. Nè, ai đó? Cho tôi đi nhờ đến Grand Canyon đi. Kỳ nghỉ đang gặp nguy hiểm. Và Liana bay đến kỳ nghỉ với tốc độ ánh sáng. Mình sẵn sàng, khởi động động cơ. Không đời nào. Annie cũng sẽ đến đó. Cô có bán trượt mà. Đi thôi. Nó sẽ là chuyến đi khá này nọ. Liana có chỗ ngồi tốt nhất. Cô có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nhưng Annie cũng đang làm tốt. Bán trượt. Thật là tội nghiệp. Xin chào không gian. Ai đó may mắn có phương tiện đi lại cá nhân kìa. Và Annie phải lội qua rừng rậm. Có ai ở đây không? Và mấy con muỗi này thật khó chịu mà. Nhưng Annie vẫn làm được. Kỳ nghỉ dài. Làm gì trong kỳ nghỉ đây ta? Thư giãn, tất nhiên. Và hãy bắt đầu với massage nha. Chào mừng, hãy thoải mái như ở nhà. Michelle đã sẵn sàng. Và cô ấy sẽ... Đây sẽ là một buổi làm đẹp hạng nhất. Nhưng Michelle chuẩn bị có bất ngờ lớn nè. Khách hàng giàu đang trong tay người giỏi. Ôi trời ơi, có gì sai sai? Sao nó lại đau đớn như vậy? Nhân viên massage này biết công việc của mình. Điều đầu tiên cần làm là làm nóng các cơ bắp. Đây là quy tắc chính của massage. Dừng lại ngay lập tức đi.
Đừng nhúc nhích thưa cô. Khách hàng giàu có rất kén chọn. Và cuối cùng, phần tốt nhất, lọ thư giãn. Ai có thể nói không chứ? Chúng ta gần đến đích rồi. Và các bước cuối cùng nè. Và đã hoàn tất. Xong rồi thưa cô. Ồ, đau quá à. Hay cảm thấy tốt ta? Massage là điều bí ẩn mà. Và Liana có cách giải trí của riêng mình. Cô ấy đang trong chuyến đi siêu giàu ngày hôm nay. Và để bắt đầu, hãy chụp ảnh nha. Các cô gái sẽ ganh tị lắm đây. Wow, ngôi mộ. Nó giống như thật vậy. Wow, đây là nơi Pharaoh yên nghỉ. Wow. Ấn tượng thật nha. Mình nên chà nó cho may mắn. Điều gì sẽ xảy ra nếu điều ước trở thành sự thật? Xin chào cô nương. Là ta, Cleopatra. Người có nhận ra ta không nào? Không thể tin được. Đúng là Cleopatra. Cô thật tuyệt vời mà. Và cô có rất nhiều vàng. Chúng ta chụp ảnh tự sướng nha. Cười lên. Đi theo ta, Liana. Yeah, đến đây. Thật đáng sợ mà. Ai vậy? Đừng bận tâm. Uống trà không nào? Và tại sao không có tổ chức tiệc ngay trong lăng mộ? Nữ hoàng biết cách vui chơi. Khách VIP nhận được dịch vụ tốt nhất. Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh. Đã đến lúc ta phải đi rồi cô nương. Thỉnh thoảng nhớ đến chơi nha. Hẹn gặp lại Cleo. Làm thế nào để nhìn ngắm thế giới nếu bạn là du khách nghèo? Chỉ cần đeo kính VR. Một đô la. Cho tôi một chuyến nào. Không không, không mua nha. Đây là 2 đô. Tiền thối đâu cậu bé? Như cô muốn, thưa cô. Thắt chặt dây an toàn nha. Chúng mình sẽ đi khắp thế giới. Oh, wow, thật tuyệt mà. Quá là đỉnh luôn. Em đây là chủ nhân của thế giới. Mình ước mình có thể ở đây mãi mãi. Nhưng Andy đã quá mải mê. Nè, coi chừng. Mình nghĩ cô ấy bị say nắng rồi. Cuộc hành trình đã kết thúc. Đến lúc quay lại thực tế rồi đây. Xin lỗi. Mình không cố ý. Chúng ta phải rời khỏi đây. Nè các cậu ơi, nhìn xem mình đang ở đâu. Trên bãi biển. Tưởng tượng được không? Hẹn gặp lại sau nha. Và bạn không cảm thấy chán trên biển đâu. Nhân viên cứu hộ này thật hoàn mỹ. Làm sao để chiếm trái tim của anh ấy? Mình có ý này nè. Mình bị say nắng rồi. Mình sẽ bị tan chảy. Được rồi, nhân viên cứu hộ có việc làm rồi nè. Sao lâu quá vậy ta? Sự giúp đỡ đang trên đường đến. Cô ơi, tôi đến đây. Đỡ được rồi. Anh là anh hùng của em. Công chúa, cô thật xinh đẹp. Tình yêu thật khó lường. Chúng ta có thể đi vào hoàng hôn. Có tai nạn trên đường đi kìa. Brandon, anh có ổn không vậy? Không gì làm cho anh sợ khi ở bên cạnh em, Michelle. Du khách nghèo cũng có sự lãng mạn. Wow, thật là anh chàng đẹp trai. Nếu đó là tình yêu thì sao? Em ở đây nè, tình yêu. Đừng đi đâu cả. Em tên là Annie, rất vui được gặp anh nha. Đừng có nói chuyện mà. Người dân không nói nhiều. Nhưng không sao cả. Annie có thể nói chuyện một mình. Thật kỳ lạ. Nhưng vì một số lý do, Rose của Annie không được vui. Tặng cho anh nè, anh có thích không? Không được rồi, anh ấy rất buồn. Annie biết cách cổ vũ cho anh ấy. Anh yêu, anh không nóng sao? Nhìn em có gì nè. Chuyện tình này thật tiêu điều. Đó có phải là cá? Kéo nó đi. Cố lên tình yêu, anh có thể làm được. Còn bao lâu nữa? Tôi không biết cậu. Cậu ra khỏi đây đi. Trái tim của Annie tan vỡ. Anh ấy thật vô tâm mà. Em đi đây tình yêu của em. Và đừng cản em nha. Đủ rồi. Mình mãi mãi sẽ không quen ai nữa. Tiếp tục đi đi. Và đừng quay lại nha. Có đủ loại người xung quanh đây. Cô dọa đám cá chạy mất xác rồi nè. Liana có bãi biển riêng của mình. Cuộc sống thật tốt mà. Ai quyết định đi dạo ở đây? Thật là dễ thương. Và rõ ràng anh ấy ít nhất cũng là tỷ phú đó. Mình muốn gặp anh ấy quá. Chờ em với. Em sẽ đi đến tận cùng thế giới với anh. Nhưng không được rồi. Anh chàng đẹp trai đó chỉ quan tâm đến trò chơi. Sao anh dám hả? Thật là quá đáng. Không đời nào. Chúng ta không phải là một cặp. Đồ kỳ lạ. Anh ấy đến bãi biển để vui chơi sao?
Liana siêu giàu có tâm trạng riêng ở đây. Và kỳ nghỉ của Andy đang gặp nguy hiểm. Không thể trốn tránh mũi được. Nè, làm gì vậy? Tránh xa ta ra đi. Không đời nào. Anh ta một lần nữa. Và có vẻ anh chàng này biết cách xử lý mũi. Anh là thiên tài. Và Andy đang gặp thảm họa về mũi. Cứu, cứu với. Cô không nên đi vào trong rừng. Mũi sẽ ăn thịt cô mất. Đó là cuộc chiến không công bằng. Mũi chiến thắng. Ta sẽ cho ngươi một bài học. À, đau quá à. Và cả người thật ngứa ngáy. Bạn không có gì phải sợ khi bạn có thuốc chống mũi. Nếu chia sẻ với du khách nghèo thì sao? Được thôi. Nè, của cô đây. Cô dùng đi. Cảm ơn. Annie hiện đã được bảo vệ. Không có mũi bay đến cô nữa. Cảm ơn. Nhân tiện, mình là Annie. Đừng nuôi hy vọng. Thôi nào, đừng như vậy mà. Bây giờ họ là bạn bè. Kỳ nghỉ của người nghèo không nhàm chán chút nào. Chúng ta không thể quên chụp ảnh được nha. Có đủ kỷ niệm cho đến mùa hè năm sau.